cùng với cả tỉnh, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Dĩ An đang bước vào giai đoạn nước rút, phấn đấu đến ngày 30 tháng 9 sẽ trở về trạng thái bình thường mới. Hiện địa phương đang dốc toàn lực để xanh hóa các điểm đỏ và vùng đỏ. Một vấn đề có ý nghĩa quan trọng quyết định thành công của công tác phòng chống dịch của thành phố Dĩ An hiện nay đó là tăng cường quản lý bảo vệ vùng xanh có hiệu quả, khóa chặt các điểm đỏ, vùng đỏ, tận dụng thời gian này thần tốc xét nghiệm, bóc tách F0 điều trị sớm, tránh lây lan dịch bệnh. Hiện nay mỗi ngày trên 100 đội xét nghiệm của thành phố và tỉnh hỗ trợ ra đi quét lại các vùng đỏ, điểm đỏ để làm sạch địa bàn, phấn đấu cơ bản bóc tách hết F0 để điều trị trước ngày 30 tháng 9. Dĩ An là xác định rằng là tới đây sống chung với dịch thì những F0 sau khi được xét nghiệm hoặc là sau thời gian là hết thời gian cách ly, giải tán của cách ly được trả về nhà mà không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ sẽ được theo dõi trị bệnh tại nhà. Vấn đề thứ hai đó là vấn đề F0 mà trị bệnh tại nhà thì cái yêu cầu là phải là nâng cao hơn nữa, đi vào hoạt động thực chất các cái trạm y tế lưu động của các phường. Thì hiện nay Dĩ An thành lập là mỗi phường là đỏ là 2 trạm y tế lưu động và phường xanh là 1 trạm. Thì trạm lưu động này sẽ được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt cái công tác là theo dõi chăm sóc sức khỏe cho người dân có Covid F0 tại nhà. Với phương án sống chung an toàn với dịch, trong tâm thế bình tĩnh sống để chống dịch lâu dài, thành phố Dĩ An tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế các cấp. Trong đó, ngoài việc xây dựng 2 bệnh viện dã chiến, thành phố sẽ thành lập các trạm y tế lưu động ở các phường và khu công nghiệp, kịp thời tiếp cận sớm với bệnh nhân COVID, giảm thiểu bệnh nhân chuyển nặng và tử vong. Đồng thời triển khai kế hoạch phủ vaccine mũi 2 cho người dân đã hoàn thành mũi 1. Khuyến cáo người dân, doanh nghiệp thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm. Bên cạnh đó, thành phố xây dựng chương trình kế hoạch phục hồi kinh tế xã hội ngay sau khi trở lại trạng thái bình thường mới. Thành phố cũng đang chỉ đạo xây dựng là một cái kế hoạch để khôi phục lại cái phát triển về mặt kinh tế của thành phố trên cơ sở những cái chỉ đạo chung của tỉnh. Thì những cái việc này thì nó có 3 cái giai đoạn và cái đề án này cũng đã được là dự thảo đã thông qua một lần. Thì tới đây thành phố cũng sẽ tính toán để là từng bước một làm sao chúng ta thận trọng trong cái vấn đề nới lỏng cũng như là khôi phục lại cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với giải pháp và quyết tâm cao của các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố cùng sự đồng lòng của người dân và doanh nghiệp, hy vọng thành phố Dĩ An sẽ thành công trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội trong những tháng còn lại của năm 2021.